1001 câu chuyện. Hello, xin chào các em, chị đã quay trở lại rồi đây. Video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi mini ticker loại 5.000 đồng này nha. Và chúng ta sẽ có 3 cô nàng thật là xinh xắn cùng với những bộ đầm thật là đáng yêu. Và bây giờ chị đã có sẵn đó là một cái phông nền, là căn phòng và có một cái gương cho các cô nàng của chúng ta sau khi thay xong và tự soi gương mình nha. Và bây giờ sẽ là cô gái tóc hồng. Hello, xin chào mọi người, mình là Tóc Hồng nhé. Và hôm nay mình sẽ chọn một bộ đồ thật là xinh và mình thật là ưng ý với nó. Đầu tiên thì mình sẽ chọn đây cái bộ đồ của mình, một cái chiếc váy đơn giản thôi nha. Ta-da, một chiếc váy đơn giản màu tím. Nhưng mà nó ngắn, nhưng mà thật ra thì nhìn kỹ nó không có đơn giản xíu nào. Có rất là nhiều nơ và bông hoa luôn, trông rất là xinh xắn đúng không nè. Bây giờ sẽ là cô nàng tóc xanh xanh tím tím nha. Màu tóc này rất là lạ nhưng mà lại đẹp. Để xem cô ấy chọn màu gì nhỉ. À, cô ấy chọn cho mình một cái chiếc váy rất là xinh. Đâu rồi? Không, chiếc váy này đi. Đó, hai người này là mặc chiếc váy giống nhau nè. Nhưng mà nó khác một chỗ là cái ở bên đây sẽ là nơ trắng, còn bên đây sẽ là nơ xanh. À, đây, cô tóc. À, cô này cũng tóc hồng luôn, nhưng mà màu hồng này nó sẽ hồng này thì nó sẽ tươi hơn hồng bên kia. Đó, bây giờ mình sẽ chọn cho cô tóc hồng này một bộ đồ luôn nha. Ta-da, và cô ấy đã chọn một cái chiếc váy xanh lá mạ và có màu vàng luôn, sự phối màu rất là xinh luôn nha. Đó, bây giờ chúng ta vẫn còn đồ nha. Đây là cái vali đồ này, chị sẽ để ở dưới đây luôn. Bây giờ mình sẽ thay những cái bộ khác ra nè. Đầu tiên sẽ là cô gái tóc hồng, để xem. Đây, cô ấy sẽ mặc cái chiếc váy này nha. Màu tím tím hồng hồng có quá trời là ngôi sao luôn. Trời ơi, ta nói nó xinh lắm luôn á. Bây giờ mình sẽ mang thêm một đôi giày nữa đi chứ. Đây, một đôi giày rất là cute luôn. Xong rồi, mình sẽ chọn thêm một phụ kiện nữa. Sẽ là một cái nơ nha. Bây giờ sẽ là cô gái tóc xanh. Cha ơi, cô này sẽ mặc cái chiếc váy màu xanh lá cây với lại màu vàng nha. Đó, rất là lộng lẫy luôn. Xong rồi, mình sẽ thêm phụ kiện cho cô ấy. Mình sẽ cho một cái chùm hoa ở phía bên đây đi. Rồi một cái túi sách nữa. Còn cái túi sách nè, tung ta tung tăng luôn. À, túi sách nha, cùng màu rất là xinh. Bây giờ mình sẽ mang đôi giày vô nữa nè. Đôi giày thì mình sẽ thay. Đó, cô cuối cùng chị vẫn còn một cái chiếc đầm nha. Đã học xinh chưa? Một chiếc đầm này nó hơi dài, nó hơi sang trọng một tí xíu. Mình sẽ mặc vào thôi. À, mình sẽ chọn luôn cái phụ kiện cho cô nàng tóc hồng này. Mình cho cầm cái túi sách trước đi. Sau đó là tràn hoa lên. À, xinh chưa? Đó, cái bộ ticker 5.000 đồng này là cũng có còn rất là nhiều phụ kiện nữa nha. Đây, một cái chiếc áo với một cái chiếc váy nữa nè. Tiếp theo sẽ là phụ kiện còn rất là nhiều, cho nên là chị sẽ dán ở phần dưới. Ta-da, mấy em nhìn đi, còn rất là nhiều phụ kiện. Chúng ta có thể thường xuyên thay đổi phụ kiện trên mái tóc của các cô nàng nha. Đó, chị sẽ dán vô như thế này, cái sách nữa nè. À, xong rồi. Những bộ đồ này thật là đẹp. Mình thấy mình thật là phù hợp với bộ đồ này quá đi. Để xem, mình lại xem gương xoay nè. Mình lại soi gương coi. Wow, công nhận mình ở trong gương nhìn hổng ra luôn. Mình thiệt là đẹp. Hai bạn cũng đẹp quá trời luôn đó, tóc xanh và tóc hồng ơi. Ba đứa mình đứa nào cũng đẹp mà. Đúng là người đẹp gì lụa. Bình thường ăn mặc rách rưới, nhìn hổng có ra cái gì mà tự nhiên khoét lên mình bộ đầm này. Ta nói cái xinh cực kỳ. Đâu đâu, để tôi lại tôi xem gương. Để xem tôi xinh như thế nào. Wow, công nhận xinh thiệt nha. Ba đứa tụi mình đứa nào cũng xinh hết trơn á. Trời ơi, ta nói mặc đồ này á mà đi hả, gặp mấy anh chàng á, như gặp hả mấy anh chàng kia hả, chắc mà hả có hả lé con mắt ra luôn á. Bởi vì ba đứa mình cũng rất là xinh đẹp, ai cũng xinh hết trơn luôn á, rất là khó mà chọn lựa. Nhưng mà nói tới nói lui thì mình cảm thấy mình là người xinh nhất. Thôi đi bà ơi, tôi thấy tóc xanh là xinh nhất luôn á. Hai đứa mình đó giờ
cũng xinh, nhưng mà không có xinh bằng bà tóc xanh. Thôi được rồi, hai bà đừng có tăng bốc tôi lên nữa, tôi biết tôi xinh rồi mà. Thôi, bây giờ tụi mình cùng nhau đi chơi đi nè, mặc đồ đẹp mà không đi chơi thì phí quá. Ok, giờ tụi mình cùng nhau đi chơi thôi. Ta-da, và tiết mục thay đồ cho các cô nàng của chúng ta cũng đã hoàn thành. Và theo các em thì các em thấy là nàng nào xinh nhất nè? Có giống như là lời hai cô gái này nói là tóc xanh là người xinh nhất hay không? Hay là còn một lựa chọn nào khác? Và các em có muốn đặt mua miếng sticker 5.000 siêu xinh này thì hãy liên hệ ngay với Facebook chi qua số điện thoại 0937 899 707 để được đặt hàng nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các em ở video sau nhé.